Tranh của Minh Châu xin trân trọng gửi tới chú Ngữ cô Hương ở Vĩnh Phúc, đã có con trai con gái ở bên Pháp đã xem video của chúng tôi và đã đặt hàng chúng tôi một tranh tường quý Tùng Cúc Trúc Mai bằng gỗ cụ liền khung, tức là 4 tấm tường quý là 4 tấm gỗ không chắp phá một mảnh nào, một mảnh nhỏ nào hết. Tất cả là liền khối, nguyên bản một tấm gỗ, và chúng tôi điêu khắc lên bộ tranh này với kích thước là 41 x 1m27. Đây chúng tôi đo lại để tất cả quý vị cùng xem. 41 và cao là 1m27. Hôm trước Mộc và chúng tôi cũng đã quay kỹ cho quý khách xem rồi, và anh con trai của bác Ngữ ở bên Pháp đã theo dõi và đã đặt hàng chúng tôi là lấy bộ này, và chúng tôi đã hôm nay đã hoàn thiện PU bóng mờ xong, và hôm nay quay video clip để cho chú Ngữ cùng gia đình kiểm duyệt thêm một lần nữa, và sau đó là chiều nay chúng tôi sẽ cho vào quy trình đóng gói cẩn thận và sẽ chuyển lên Vĩnh Phúc nhà của cô chú để treo. Và còn một tấm tranh lớn Vinh Quy Bái Tổ cô chú đã đặt chúng tôi, thì hẹn cô chú khi là xong thì sẽ quay lên sau. Và hôm nay là quay trước từ quý Tùng Cúc Trung Mai để xem cái màu mà chúng tôi lên đã phù hợp với những cái đồ không gian ở nhà cô hay chưa. Và đây là chúng tôi sơn PU gỗ cụ, này là chúng tôi màu truyền thống của gỗ cụ là màu cánh gián, và chúng tôi cũng sơn tương đối là sáng màu thôi, và sau này xuống chơi thì qua một thời gian nó cũng sẽ xuống màu dần. Chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ. Hôm trước có một chỗ nó sứt đây, cô đã chỉ chúng tôi và chúng tôi đã gọt lại cho nó nhọn, sờ vào đây có thể là đứt tay ạ. Và tất cả các cái mỏ chim mỏ cò này chúng tôi đã cọ giấy giáp cả trong cả ngoài, rất là nhẵn rồi đây, nhẵn cả đằng sau luôn. Tất cả bộ này chúng tôi hoàn thiện nó cực kỳ là tỉ mỉ, cực kỳ là kỹ, tất cả chúng tôi đều cọ trước sau như một, rất là bóng, rất là mịn. Và lưu ý quý khách là chúng tôi chỉ sơn PU bóng mờ thôi, nó không bóng kính, độ mờ vừa phải, càng nhìn thì nó càng cuốn hút, càng đẹp. Và kính thưa quý khách là cái bộ này chúng tôi, mẫu này chúng tôi mới ra nên cũng rất là ăn khách, nên chúng tôi đang triển khai cho thợ làm độ khoảng hơn chục bộ nữa, vừa bằng gỗ hương đỏ của Nam Phi, vừa bằng gỗ gụ. Thì sau một tháng nữa thì chúng tôi có rất nhiều sản phẩm ra đời, và xin mời quý khách nhanh tay đặt hàng với số điện thoại của chúng tôi là 0975940966, có thể quý khách kết bạn Zalo, Viber, Facebook và liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đặt hàng. Xin trân trọng cảm ơn.